Xin chào các bạn nha. Mới lên rồi xuống đất rồi. Dòng tới thả được mấy con đây. Con này của mình. Gió yếu lại bầy đứng dậy luôn. Áo mưa luôn nha. Lết. Bỏ được. Lo luôn. Giấy này là càng hai con ghẹ nha, hai cái chân của con ghẹ nha. Nhẹ gió dữ ha. Ôi da, xuống rồi. Tới nữa đấy. Lên được 5 con rồi. Thì cho dù ngon mới cho chứ. Rồi được rồi, tầm đó thôi. Vừa có gió là có mặt à ha.
Con này 2 mét lắp ráp. Mưa tới à. Cầm chiến quá trời. Này ông trở, ông trở qua cái là mưa á. Điều chứng mà. Gặt nó lên như vậy. Yeah. Đứng dậy rồi. Dòng chiều đá rơi vô quá mạnh. Vô lớn quá. Đây một con nữa. Đảo nha, xuống luôn một vòng, hai vòng. What up?
vô quá đảo. Đúng hả? Mở thư sơ vậy chứ thôi vậy. Sát ngọn cây rồi đó. Rồi. Chú. Cho nó tay khều luôn, cho nó tay khều luôn. Dầm chiều ghê. Rồi, thôi video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Đó. Lên được 5 con rồi đó. Chào tất cả các bạn nha. Bye bye. Rồi. Lên luôn. Cho luôn. Rồi luôn. Rồi thôi, chào các bạn nha. Lên nè.